Xin chào tất cả khán giả của Thiên Hào Radio. Buổi chiều ngày hôm nay thì Hải Sơn sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một âm ly Rotel. Đây là một thương hiệu rất quen thuộc đối với những người chơi âm thanh tại Việt Nam. Đó chính là âm ly Rotel A14. Đây là model cao hơn A12 và thấp hơn model 1572. Nó có một cái mức giá là khoảng hơn 31 triệu đồng. Và chúng ta sẽ cùng quan sát và tìm hiểu hơn về cái model này để thấy là nó có những công nghệ gì tiêu biểu và chúng ta có nên lựa chọn nó hay không. Thứ nhất là chúng ta đang quan sát hình thức của chiếc âm ly này. Theo mình nhận xét, cá nhân mình thấy như thế là đẹp và rất là trang nhã. Và bản thân mình lại rất là thích cái phong cách thiết kế đậm tính châu Âu như thế này. Nó sẽ có một cái bộ khung rất là gọn gàng với những cái lưới tản nhiệt ở trên. Đó, và phần mặt trước là hoàn toàn là một cái tấm nhôm dày và được làm phay xước. Mình cảm thấy nó thiết kế như thế này tựa như một cái sản phẩm đắt tiền hơn vậy. Và ở mặt trước là có cái phần màn hình LCD hiển thị, rất là dễ nhìn, chúng ta có thể quan sát từ xa và quan sát cực kỳ tốt trong bóng tối. Ngoài ra là vẫn là cái kiểu thiết kế truyền thống của Rotel trong những năm gần đây, trông hiện đại, trẻ trung và dễ sử dụng. Với cái phần đây là phím nguồn rất là lớn này, USB, đường cắm tai phone, chúng ta có thể đánh cùng lúc được là hai đôi loa. Đây, như thế này là đánh cùng lúc hai đôi loa. Và quý vị các bạn nên lưu ý khi đánh hai đôi loa, chúng ta nên chọn hai đôi loa cùng có trở kháng 8 ohm để giảm tải cho loa khi cho âm ly khi hoạt động trong thời gian dài. Còn khi chúng ta đánh một đôi loa thì âm ly này có thể đánh được loa từ 4 ohm đến 8 ohm. Đấy điều quý vị các bạn chúng ta cần lưu ý. Ngoài ra, rất là đáng giá khi âm ly này được tích hợp mạch phono chất lượng tốt để chúng ta có thể sử dụng ngay với tất cả các đầu đĩa than trên thị trường phono này. Ngoài ra là đây là một loạt các đường vào Turner CD, AUX là đều là những đường vào sử dụng cái jack kết nối là RCA, là dạng chuẩn ân ba lăng. Ngoài ra chúng ta thấy ở đây xuất hiện đường USB. Như vậy là bên trong chiếc âm ly này nó sẽ có tích hợp bo mạch giải mã DAC. Chúng ta có thể kết nối laptop hoặc là máy tính để bàn, dùng một sợi dây USB để kết nối trực tiếp với âm ly này. Và lúc này âm ly sẽ là một cái cạc sao gắn ngoài kiêm một cái bộ tích hợp khuếch đại luôn, rất là tiện lợi để nghe nhạc số chất lượng cao. Đường optical là đường quang chúng ta thường dùng để kết nối từ TV của chúng ta. TV thông minh đều có tích hợp cái đường out optical để nghe với âm ly này. Đường coaxial chúng ta có thể kết nối từ dụ đầu Blu-ray hay tất cả các cái đầu đĩa CD, hầu hết đều có đường xuất âm coaxial. AUX là cái đường sử dụng jack RCA. Đây, và đường PC USB. Đường USB đây là để chúng ta có thể chơi nhạc ngay từ cái phần mặt trước. Chúng ta sẽ cắm USB vào và nó có thể phát được luôn nhạc MP3. Và cái đường PC USB mới chính là cái đường sử dụng cái kết nối ở đằng sau, là để chúng ta kết nối và nhận diện thiết bị này như một sao cạc gắn ngoài. Là lưu ý các bạn là đường PC USB nhé, mới là để chúng ta kết nối với máy tính. Còn đường USB không là để kết nối với ví dụ chúng ta gắn ổ cứng vào đây, hay là một cái USB flash để chơi. Và thêm nữa, đặc biệt là ở chiếc âm ly này đã được tích hợp sẵn cái phần bo Bluetooth. Chúng ta sẽ ấn vào đây là có thể chơi được nhạc thẳng từ tất cả các điện thoại di động hoặc là máy tính bảng đến chiếc âm ly này hết sức là dễ dàng, với chuẩn Bluetooth aptX chất lượng cao. Như vậy là chúng ta có thể sử dụng những file nhạc chất lượng cao nhất từ điện thoại, và lúc đó là chất lượng chơi sẽ gần bằng so với là chơi CD. Còn phần menu chỉnh ở đây cũng rất là dễ thôi. Chúng ta sẽ tương tác bằng những cái phím cộng trừ ở đây. Còn đây là, ở đây chúng ta chỉnh bass chép cũng là thông qua cái phần menu này. Đó. Rồi dimmer màn hình, ba lăng, mọi tính năng đều là chỉnh ở đây. Rồi. Còn đây là phím, đây là một cái núm volume. Mình cảm thấy khi vặn nó cũng rất là chắc chắn. Đó. Rất là mượt. Đó, đây là tất cả cái tính năng cơ bản về chiếc âm ly này. Như vậy là rất là dễ sử dụng thôi, nó cũng như mọi âm ly khác. Và mình thấy nó làm rất là trực quan. Về thông số chúng ta cần ghi nhớ đó là công suất của chiếc âm ly này đạt mức là 80W.
mỗi kênh với chìa kháng 8 ôm. Nó mạnh hơn cái người đàn em của mình là A12. A12 có công suất là 60W mỗi kênh, còn A14 là 80W mỗi kênh. Và model này thì nó đứng sau model 1572. 1572 thì có giá khá cao, lên tới khoảng 38 triệu. Thì với cái mức giá của chiếc Omni này, nó là mức 31 triệu 200, thì nó là một cái khoảng mà cũng rất là đáng lưu ý khi mà 1572 trở nên hơi cao so với quý vị các bạn. Chúng ta hoàn toàn thể lựa chọn A14 với rất nhiều công nghệ và cái khả năng đánh loa cũng rất là tốt. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn những cái thông số như là trọng lượng 8,3 kg, cũng tương đối. Và cái kích thước này thì là 430 x 93 x 345 mm. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là chơi nhạc từ đĩa CD để cảm nhận một chút cái khả năng đánh loa. Ở đây mình có đôi loa focal 714, một đôi loa cột nhỏ, và đây cũng là một cái gợi ý phối ghép cho quý vị các bạn khi sử dụng Omni này. Chúng ta sẽ ghép với những đôi loa Buxell và những cái đôi loa cột nhỏ với những cái thương hiệu của châu Âu sẽ phát huy rất tốt cái hiệu quả âm thanh với thương hiệu Rothel và cụ thể là A14. Chúng ta sẽ nghe ngay. Chiếc âm ly Rothel A14 kéo rất tốt đôi loa focal 714, và mình nghĩ là nó còn có thể kéo tốt đôi loa 716 hoặc là rất là nhiều đôi loa khác trong cùng cái mức giá khoảng tầm 30 triệu đồng. Mình nghĩ là nó đều có thể tương thích tốt và đem lại khoảng âm thanh rất là ổn. Đây là một sự lựa chọn rất đáng lưu tâm trong tầm giá khoảng trên dưới 30 triệu đồng, và mức giá của Rothel A14 tại Thiên Hào Audio là 31 triệu 200. Kính mời quý vị các bạn, chúng ta hãy bớt chút thời gian qua Thiên Hà Audio để thể lựa chọn cho mình một chiếc âm ly ưng ý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.